các bạn. Đây là khoai tây mình ướp với muối, tiêu, dầu ô liu. Rồi sau đó mình sẽ lắc trộn đều nó lên và mình đem lên microwave, mình quay khoảng 7 phút thì nó sẽ chín. Đó. Thì bây giờ mình cho vào microwave mình quay nhé. Còn đây là thịt bò beef steak mình đã ướp với tí dầu hào, tỏi băm, rồi cái nước sốt BBQ mình sẽ ướp khoảng nửa tiếng. Vì bây giờ mình chuẩn bị mình nướng. Mình nướng trên cái lò này, thì cái lò này mình sử dụng để mình nướng steak rất là ngon. Mình nướng cái này khoảng chừng 7-8 phút thôi. Bây giờ mình ăn nó vừa tái thì nó sẽ ngon hơn, chín quá thì nó sẽ không ngon. À, chắc là vàng các bạn. Rất là thơm luôn. Bò chín mềm, dừa tái nó còn hơi hồng hồng, ăn rất là ngon, rất là mềm. Giam chấm muối tiêu hoặc là chấm nước sốt đi tiêu kêu. Trong khi nướng thì mình trở lại thì mình quét cái lớp một cái lớp dầu ăn lên, lớp dầu lên để cho nó tạo cái độ bóng cũng như là mềm, nhìn cái miếng bò nó mọng nước, nó juicy hơn, nó nhìn nó hấp dẫn. Chứ mình không có cái quét cái lớp dầu lên thì nhìn cái miếng bò nó sẽ khô, nhìn không có ngon. Just 10 minutes. Mình nướng mình trở mặt trở tới trở lui khi nào thì trong 7 phút, khoảng 7-8 phút là nó chín. Đó, bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn thấy. Đấy, miếng bò rất là mềm tươi và có mọng nước luôn, nó chứa xì. Cái miếng thịt nó vừa tái tới, vừa chín tới, rất là ngon, nó mềm. Rồi đây là khoai tây sau khi mình đã nướng chín xong thì bây giờ mình sẽ rắc một, mình sẽ chét một ít bơ rồi mình cho cái phô mai sợi lên. Đó, hoặc rồi cái đó mình sẽ cho một xí xí muối, một xí tiêu lên. Đó, mình ăn rất là ngon. Cái khoai tây này mình nướng rất là, ăn kiểu này rất là ngon, không có ngán. Còn nếu mình làm khoai tây mà chiên dầu mỡ nhiều nó ngán lắm ạ. Mình rất thích cái món khoai tây nướng này. Thịt bò mình ăn kèm muối tiêu, chanh, ớt. Thì ngoài ra thì mình cũng có ăn kèm thêm bắp nướng, mình có nướng một chai bắp này, mình nướng bằng cái lò nướng này cũng rất là ngon. Các bạn muốn nướng bắp nhanh chín thì thứ nhất thì mình để trái bắp nguyên vỏ, mình cho vào microwave mình quay khoảng 5 phút thì bắp nó sẽ chín. Sau đó mình sẽ lột vỏ ra, lột vỏ ra mình cho vào cái lò nướng mình nướng, nướng sơ lại khoảng 2 phút để cho cái hạt bắp nó bị nó vàng vàng, nó cháy cháy. Rồi sau đó mình sẽ xịt cái bơ lên đó. Mình xịt chai bơ lên thì nó sẽ cho cái lớp ngoài đó rất là ngon. Thay vì mình dùng mỡ hành thì mình không thích mỡ hành, mình dùng bơ, mình quét lớp bơ lên thì cái trái bắp rất là ngon, rất là thơm luôn. Nhìn rất hấp dẫn các bạn, bắp Mỹ rất là ngọt. Đây, bây giờ mình đã hoàn thành xong, bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi. Đây là bữa tối của mình, real spinach. Đây mình có mua cái lọ cái đồ mình để mình ăn bắp. Bắp nóng mình gắn hai cái cây này vô hai đầu, mình cầm mình xoay xoay mình ăn rất là dễ luôn các bạn. Easy to eat. Okay. Bây giờ mời các bạn thưởng thức nào. Đây bây giờ mình cắt thử một cái miếng thịt bò ra nha. Nào, rất hấp dẫn phải không nào? Mình thích ăn thịt bò. Nó có một xí mỡ mỡ ở ngoài viền á. Mình nướng ăn nó rất là béo, rất là ngon. Thịt heo cũng vậy, thịt heo mà thịt cốt lết thì mình thích cũng ăn thích cái miếng mỡ nó riền riền ở ngoài bìa. Nó giòn giòn, nó mềm, nó không có mỡ ngậy như mình ăn thịt ba chỉ, nhưng mà cái miếng bò ngoài mỡ ngoài thì nó thơm, rất là ngon, nó giòn. Này, phai tây nè, mình thích ăn chi bỏ lên phai tây nó chảy ra nên sợi sợi rất là ngon. Nhìn như vậy chứ ăn không có ngán các bạn, rất là ngon luôn.
Giống như pizza mình cũng thích ăn bỏ chi lên nhiều. Đây, còn đây là bắp mình ăn thấy nó, mình cầm hai cây mình xoay xoay ăn rất là dễ. Bắp rất là giòn và ngọt. Một buổi tối rất là đơn giản các bạn, mình làm mình chuẩn bị bỏ ngoài thời gian chuẩn bị ra thì mình nướng mình làm cái món này chắc trong vòng 10 phút là xong, là mình đã có buổi ăn tối rất là ngon và chất lượng, giàu dinh dưỡng, có đạm, có chất béo, có chất bột, tinh bột đầy đủ. Và đây là món ăn tráng miệng của mình ăn kem nó, thì mình mua ba loại kem này, một loại là bạc hà, một loại là đào và một loại là vani đó. Rất là ngon các bạn, kem này rất là ngon, một hộp này 12 đồng. Kem dẻo mịn rất là ngon luôn. Mình thích nhất là miên bạc hà. Hồi chiều này mình mới đi 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 Walmart mình mua cái cây mút kem nè. Mình để dành mình mút kem, mình rất thích ăn kem. Mình quên nhúng vào nước, mình phải nhúng mút xong mình nhúng vào nước thì nó dễ lấy kem ra. Tối nay mình không có nhúng nước nên nó bị dính ở trong cái đường mút. Kem rất là dẻo luôn á, nó không có ngọt lắm, nó vừa cái độ ngọt nó vừa phải, có độ béo rất là thơm. Kem mình ăn mỗi ngày luôn. Hôm trước thì mình hay mua của Bluebell. Bluebell thì ăn cũng ngon. Nhưng mà hôm nay cái mình đổi hướng, mình mua cái loại kem này, mình quên cái tên mất tiêu rồi. Rất là ngon. Một tô mình múc 4-5 cục luôn, ăn cho nó đã. Là đây là tô của mình đây. Đó, mình thích ăn bạc hà cho nên mình múc bạc hà rất là nhiều. Nguyên 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 keo bạc hà mình ăn từng muỗng, nó mát lạnh, nó tan chảy trong miệng mình rất là ngon luôn. Cái hũ này nó bằng mút, bằng bằng cái giấy gì, không phải là giấy mà cũng không phải bằng mút nữa, nên nó mềm, mình khó cầm, khó rất là khó mút. Xong bây giờ mình trang trí một vài trái cherry lên, cherry đỏ và cherry vàng. Hai cái cherry này cái vị khác nhau. Cherry màu đỏ thì nó giòn, nó ngon, còn cherry màu vàng thì nó ngọt. Nhưng mình